Chính phủ vừa có văn bản giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hướng dẫn các địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát, lập danh sách một số cơ sở cai nghiện ma túy có nhu cầu cấp bách cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây mới, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai các giải pháp cần thiết theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, không để xảy ra tình trạng học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn phá hoại cơ sở vật chất, bỏ trốn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.